Đúng 7 giờ ngày 3 tháng 5 năm 2019, lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, theo nghi thức quốc tang được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh và tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại Hội trường Thống nhất, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, các lực lượng vũ trang, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, đoàn ngoại giao các nước, các tổ chức quốc tế, đoàn đại biểu các tỉnh, thành phía Nam cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân đã kính cẩn nghiêng mình viếng đồng chí Lê Đức Anh với niềm tiếc thương sâu sắc. Đoàn tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long do đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã kính cẩn dâng hương tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh và tưởng nhớ những đóng góp to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tang lễ Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh tổ chức theo nghi thức quốc tang trong 2 ngày 3, 4 tháng 5. Linh cữu Đại tướng hoàn tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ đến 11 giờ ngày 3 tháng 5 tại Nhà tang lễ quốc gia. Lễ truy điệu từ 11 giờ cùng ngày tại Nhà tang lễ quốc gia. Lễ an táng từ 17 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh. Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh, tại Hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh. Trong 2 ngày quốc tang, các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.